Nghèo làm giỏi chứ nhỉ. Anh Hậu ngày xưa là sinh ra và lớn lên ở sông mà. Thôi được rồi, thôi, không lại thuyền cục vào đâu. Gọc to lắm. Gọc to lắm anh. Mà lấy được không? Mà như con lỡ thẳng lắm. Bạn ở bên đấy bạn treo mạnh vào. Ui ui ui. Treo mà đi nhanh không rách lưỡi. Tuột chưa? Rách lưỡi đâu? Nó cắn quá. Vẫn còn. Ôi giời. Vẫn còn, bình tĩnh. Treo vào tí nữa đi, treo vào tí nữa đi. Còi to đấy. Ok hello chào các bạn, mình tên là William. Ok hello chào các bạn. Ok hello chào các bạn. Okay, chào. Hello, chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Linh Philip Vlog cuộc sống ở châu Phi. Đó, ngày hôm nay thì rất lâu rồi các bạn ạ. Mấy tháng rồi anh em mình chưa ra cái hồ này đó. Khi mà mình quay lại là lần này là mình quay lại cái là nói chung là đam mê thì là không bỏ được các bạn ạ. Đó, đam mê thì là khó bỏ lắm. Đó thì đợt vừa rồi ở Việt Nam sang thì mình cũng đã mua thêm hai cái tay lưới mới. Đó, đây là một tay và một tay nữa anh Hậu đang thả. Thì hy vọng là cái tay lưới mới này hôm nay đi nó sẽ thành công rực rỡ. Hôm nay mà một lưới mới này nó đang khó thả anh ạ. Đâu hình như cô ấy bảo là 90 mét thôi. Đó, thả xong đập thì trong đập ra. Đó, thế nó bảo đi đòi cá này, mình lần đầu tiên đi bắt đánh lưới như thế nó bảo thả xong rồi anh ơi vào đi đòi mình mà đòi cái gì à, bảo đi đòi cá mình mà nó nợ nần gì mà đòi à. Hóa ra là đi đập cá các bạn ạ. Ở trong quê mọi người gọi là đi đòi, thế nó bảo đi đòi cá mình không biết đi đòi là gì, mãi sau biết là thế là phải đi đập cá, nó có nợ nần gì mình đâu mà đòi. Đó, đây thì có anh Hậu này, đây có cả Bảo nữa. Trên kia thì có anh Đồng, hôm nay anh Đồng đưa anh em mình ra đây để đi picnic, mời anh em đi picnic đi bêu nắng. Còn mình là đi kiếm ít cá các bạn, kiếm ít cá về để gọi là để cải thiện. Lâu lắm rồi ở nhà anh em chưa được ăn cá tươi, cả đặc biệt là cá rô phi các bạn, không có. Súng đây. Nhiều mà lần trước. Sâu hổ. Đi dịch vào trong như thế. Này anh em đi bắt cá nhưng mà không quên không mang cái tay chèo của thuyền đi, chán thật, lâu không đi. Ui giời. Lâu không đi là quên hết nghề. Lấy à, đi anh đập cho tiếng cái tay đập khác, cái này ấy quá, cái này nặng quá không đập, khó đập. Cái này nặng quá khó đập, yên tâm đi, ngã anh lại vớt lên, lo gì, hôm trước anh ngã rồi. Sâu phết nhỉ, nay vẫn phải tầm đôi mét nước ấy nhỉ. Chỗ này chắc phải tầm 2 mét. Đôi thì hơi nông. Nước đây sâu quá, đập nhìn thấy. À, chỗ kia có cái cọc tre kìa, thẳng kia kìa, chỗ đầu lưới về đấy rút cái cọc đấy cho nó nhẹ mà trèo dễ.
giờ anh em mình sẽ đi 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 một vòng để đi đập cá không nha. Sau thời gian đi đi đòi, nên bây giờ anh em mình sẽ đi thu. Không biết là có được con nào không? Anh đồng cầm 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 hộ em cái để em phụ họa với anh Hậu. Có thấy gì không anh? Tay lưới mới nha mọi người. À đây rồi, đây rồi, đây. Một em rồi, bây giờ phấn khởi. Mua nước mình kêu, agua. Đấy. Thôi giờ thế dừng thuyền. Đó. Một em nha. Tay lưới mới đi em ạ. Khai trương tay lưới mới luôn. Hết sự bình tĩnh này. Một em. Mới này nhỏ trên thua cả tay này được con là được rồi anh ạ. Không thủy được cá là được. Đây còn nữa rồi. Từ từ thôi. Hay nó giật tượng trên kia nhưng mà cứ bình tĩnh. Đây đấy. Ho phanh. Trèo lại đi, trèo ngược lại đi. Trèo ngược đi. À, gió xoáy đây này. Con cá to ấy. Cái này bọn Hậu cứ nôi từ từ là ghe em đi theo à. Đang lù lù ngồi luyện. Đây rồi, con này rồi, to được rồi. To rồi. Chéo đi. Ông chéo bên đây. Chéo vào đâu? Chéo đi đừng trống. Ui quấn lưới. Ui rách lưới này. Rách này. Lưới mới tinh mà đã rách rồi này. À nó cuốn. Rồi bình tĩnh thôi. Ôi đây rồi. Bình thường ấy, không to lắm. To bằng con cá. Thế là được 3 con rồi. Lâu anh em không được ăn cá, hôm nay đi kiếm. Chào bà đi anh ơi, chào bà đi. Bún cá. Đúng rồi đấy nhỉ. Làm anh thấy anh làm bún cá là hợp lý luôn. Này to nhất nhà đấy, được. Anh cả. Trước con tầm này không? Nó bị quấn ấy nhỉ? Con này mới, mà con nào cũng đang có trứng ấy nhỉ? Con nào bụng to tài thật. Này là hình như là phải mua, chắc là mua cá đẻ thôi này. Nhà mình bây giờ mùa này là đang là cá chép đấy, cá chép đang đẻ mạnh. Xé cái này ra cho gì? Nghề mẹ. Anh Hậu là giới thiệu với mọi người là anh Hậu là sinh ra và lớn lên ở trên thuyền. Sinh ra và lớn lên ở trên thuyền. Hơn là ngư phủ ấy đúng không? Anh Hậu đẻ trên thuyền thật mà. Thật đi. Kháng anh Hậu. Sinh ra và lớn lên ở trên thuyền.
Ok các bạn, đó hiện tại là vừa nãy anh em bắt được là 5-6 con, đưa cho anh Đồng, đưa cho anh Đồng để mang lên kia anh Đồng nướng cho anh em ăn rồi. Đó, bây giờ anh em tiếp tục đi đòi cá, đi đòi thêm tí nữa xem. Đập cá các bạn ạ. Khi nào anh Đồng nướng cá chín thì bắt đầu gọi anh em lên ăn. Hôm nay không biết được có hy vọng có bắt được cá mang về không, chứ nghe chừng hôm nay là nghe chừng không ăn thua lắm anh nhỉ. Hay là phải sang phía bên kia cho nó phong thủy anh ạ. Sang bên kia nó mới phong thủy, bên kia anh em mình chỗ đây hay bắt được nhiều cá kìa. Ơi đòi con này xong là thu lưới luôn anh ạ. Thu luôn, đi sang bên kia luôn. Anh em mình đi có hôm nào mà được ít đâu mình. Ở bên này là không phải chỗ anh em mình hay tác nghiệp ở đây. Mình hay thả bên kia kìa, phía bên hồ bên kia mới nhiều cá kìa. Cái bên này không ăn thua. Chạy đi, ra mắc lưới đi. Xuống đây hoa súng này, bơi đây chết đuối đi. Cái này nó quấn chân bơm sao được. Cho đi với à? anh đi vào cho cảnh lội ra luôn đi gì nữa. Cảnh này là xuất hiện trên video của anh Đồng mấy lần các bạn nhá. Là anh này là thợ cơ khí, thợ sửa máy móc các kiểu đấy. Điện thoại đẹp thì kia cất đi đi, không rơi thì ướt. Chào bác Mai, lâu lắm mới gặp bác nhỉ. Bọn em thì bây giờ anh mà xuống đây tìm bọn em chỉ có vào trong trang trại thôi. Trang trại nhắn hắn đi một chiều. Ban ngày thì anh tìm em ở nhà khó lắm, không thấy đâu. Xem nhờ cái này. Giờ chỉ có biết được bọn em giờ chỉ có rảnh là ngày chủ nhật thôi, mà chủ nhật thì lại đi sang đây rồi. Bột ngô thì mui tù à. Đây bạn này lái vào chỗ cái chai này là ấy luôn. Tí sang kia kiếm kia ấy khác, kiếm cái que khác. Thôi, đây lưới đây thôi. Đây rồi, đây. Ui, to này. Vô lý này. Từ, bình tĩnh đi. Nhẹ nhàng thôi anh em. Người tôi đi lưới nha. Chúng đau lắm. Anh Cảnh sẽ được lưới ngay. Phong thủy phết nhờ. Phong thủy Cảnh đi đỏ mà. Cảnh đi gặp con kia to không à? Ông Cảnh ông nhìn nói phét ít thôi. Lưới tôi vừa mới mua sang đấy, ông làm phải rách hết đi. Đây trên con mày tay như đây nè. Đây. Rồi đây, con đây. Con đây, con bà đây không ai? À nó tự quậy rách à? Nó tự quậy rách, cái cá này to quá. Đây anh Mai thu cho em cái lưới này vào. Đây. Trời ơi. To nhất từ trước giờ đấy. Con này là 1 kg lưới. Làm gì? đây đã nói phét mạnh thế mà Cảnh này nói phét mạnh mình. Đây, bạn sang ngồi sang kia để tôi ngồi đây. Để chào nhá. Thằng này đi thả nghe, đi đúng nghe lên chứ. Thôi trưởng ngồi đấy mà. Đi đủ nghe là hành động mới nổi. Mãi nắng nổi nghe nổi. Đây còn nữa phải không anh hậu? Đấy thấy giật đây. Đâu ông ấy chuyên sửa máy. Chuyên sửa chữa máy nổ. Đây rồi. Toàn chơi cái loại tầm phải 30 kVA trở lên thì mới sửa. Ui con này to này. Cảnh đi. Cái này nghĩa gắng đấy.
bình tĩnh thôi, dần dần nó rách lưới, dần dần nó rách. Ôi chào, con đi uống được nó chứ được. Cả này thôi rồi luôn. Kìa, hồ cành mà đỏ đúng không? Ui. Con này được đấy, được. Anh Mai cầm lưới cho anh Hậu anh gỡ cho. Nghe rồi. Rách, giật nhẹ thôi. Anh cầm gỡ đi. Gỡ đi, gỡ cầm. Kinh nhỉ. Anh ơi, tôi vững nó cá nó quật nhà đấy. Cái ảnh đi mày nhé. Nó cá nó to xong nên nó mới mắc. Mới mắc thì nó khỏe. Quấn lưới nhiều. Lưới mới vừa mang sang Việt Nam sang mà. Bọng lồn nó như đúng thầy đường. Em đã đóng ba tay ra mà cả cái nhỏ mà cần mắt. Thôi đi, đây. À cái mẻ này là to hơn mẻ trước này. Bốn con này đều to hơn luôn, bốn con trước nhỏ quá. Tinh hin. Phải ở chỗ kia là chỗ đấy nó gần người quá, nhiều người đâm ra cá to nó không phải. Rồi, chuẩn bị được con nữa rồi nhá. Treo vào đi, gió nó đẩy ra rồi. Bạn ở bên đấy bạn treo mạnh vào. Ui. Treo mà đi nhanh không rách lưới. Tuột rồi à? Vẫn còn. Vẫn còn, bình tĩnh. Chào vào tí nữa đi. Quái to đấy. Trời ơi. Được quá. Cá to quá bạn, mắc gọc. Giờ anh Hậu bắt buộc phải lặn xuống. Anh em đẩy chén lên. Anh Hậu ngày xưa là sinh ra và lớn lên ở sông mà. Thôi được rồi, thôi, không lại thuyền cục vào đâu. Gọc to lắm anh. Anh cầm tay lưới mà tụt dần xuống, cầm tay lưới kéo tụt dần xuống. Thôi. Anh đùa cảnh chán. Bơi xít thuyền lại thì nó khác được khác chung. Đừng để ngang thuyền thế này, càng ngang thuyền gió nó càng tạt mạnh. Quay một đầu thôi, đi thẳng thôi. Rồi. Được chưa anh ơi? Chưa ra được à? Bơi bên tay này. Ra được đoạn nào chưa anh? Gần hết rồi. Chào lên đi. Rồi, đừng im đây rồi. Chống cái... Bạn Hậu. Chỗ này phải hai mấy nước. Này to phết nhờ. Phanh rồi. Anh Hậu gỡ cho nó ăn chắc.
to nhất nhà ấy. Chống xuống đây, chống ở bên đây, chống nữa, hai đầu giữ mới được nhỉ. Cầm con cá nó chắc cái cảnh thật rách cho đi. Con đấy vẫn nhỏ, hy vọng là bắt được mấy con to hơn nữa. To không anh? To bằng con cá cũng được. Đẹp nhỉ, châu phi đây đẹp thật. Thế là từ sáng giờ mới được chụp con gì đấy. Gần đâu 30-40 cây gì ít. Hồ này rất nhiều cá luôn, nhưng mà nhiều cỏ quá thả nó không khó bắt. Này đến mùa khô cơ. Tuần sau ra đây mà không có lưới này thì mình thả được này, ngon lành luôn này. Tuần sau đi tập mai này, đi được chưa này? Thứ bảy đi là được. Thứ bảy. Đây rồi. Cảnh đừng cầm, thả tay ra đi. Đứt ngay mà, cầm cái đứt lưới ngay mà, đây lùng này. Thả lưới cho chạy chứ, mình căng với nó cái là nó giật đứt ngay. Nhìn non tài lắm, thế là nào không lấy được vợ đúng rồi. Thế chéo đi, thế chống đi. Chống đi. Hai bạn nhảy xuống đi. Rồi nói đùa đấy, đừng có nhảy. Mắc bụi á. Ui con này to này. Từ từ bình tĩnh thôi. Bình tĩnh thôi. Rồi. Tập ôm vô luôn nha. Ui.
nha, tạch tạch phát là biết ngay là đứt. Cảnh công cẩn thận nha. Ở nhà đứa con to nhất thì lại đánh tõng ngay xuống ao. Sao lưới này hình như là mắt nó thưa quá sao nhỉ? À, được bốn con rồi. Trời, thanh niên kia đã mang thau đây rồi kìa. Mang thau đây để. À, vâng. Nước thì đứng ở trên đấy, đứng xuống dưới làm gì? Rồi được rồi. Được cân được 8 lạng rồi, tiếp tục. Đi ghê push ra. Cũng được. Ai. Đi luôn hay trống? Đây còn nữa. Lại đứt rồi. Cái lưới này nhỏ quá, lưới này đẻo rồi. Đẻo thật ý, cứ chạm là đất. Anh em di chuyển các bạn, hôm nay không còn thua rồi. Cá này ít lắm các bạn, là cái lưới này có mấy con to nó quẫy xong rồi nó toàn bị đứt lưới rách. Ok các bạn, anh em mình về đến nhà rồi, sau một ngày vất vả thì hiện tại đến ngày đến bây giờ đây em được 4 con cá đó. Hôm nay đi bắt là không được cá to, chỉ được cá nhỏ thôi. Làm món gì anh Hậu, sốt cà chua? Cái này là anh Hậu đánh vẩy đi rồi, nên rán nó hơi bị sát các bạn. Bên này mình không có chảo chống dính ấy. Chảo chống dính mà mama rửa đánh bay luôn cả dính luôn. Sôi rồi đây ạ. Rán sốt cà chua anh không? Mọi lần đi bắt là những con cá này là nhiều lắm này, nhưng mà hôm nay... Ô, sao không thay chảo ra anh? Chảo dính à? Thôi rán qua thôi. Đó, hôm nay sẽ món cá tươi sốt cà chua các bạn. Lâu lắm anh em mà không được ăn cá tươi, còn lại là chủ yếu là ăn cá đông lạnh thôi. Đó. Cá biển thôi. Đây ví dụ như là cá đông lạnh ở trong tủ đây các bạn. Đó. Trong tủ lạnh đây là anh em mình có cá, nhưng mà toàn cá đông lạnh thôi. Cá này hôm trước anh Quý mới gửi ở dưới tỉnh khác vào đây các bạn, tỉnh có biển. À đây rồi. Đó, đây là món cá này anh nấu từ sáng nhá. Hôm nay sẽ đổi nấu món cá sốt cà chua. Có món gì nữa anh nhỉ? Có món gì nữa nhỉ? Mướp đắng xào trứng à? Rồi đây là món cà chua sốt cá, nhưng mà hôm nay nó hơi bị ấy tí nhỉ, nhìn nó không được đẹp lắm, nhưng anh em mình làm là nói chung là người trong nhà đấy chỉ ăn thế này thôi, ngon là được, không cần phải hình thức các bạn ạ, không cần hình thức mẫu mã. Được rồi anh, tắt đi chưa? Còn đây là mướp đắng xào. Mướp đắng xào không có gì. Đó, mướp đắng xào không có gì. Giờ này là anh em mình không mua được trứng các bạn ạ. Hiếm trứng. Nó xào một đĩa một anh.
Không lấy đĩa to anh ơi. Lấy đĩa to anh. Đấy, lấy hẳn hai cái to luôn. Đây các bạn, đây là bữa ăn ngày cuối tuần của anh em mình đấy, mướp đắng, không có gì. Hôm nay đi đi bắt cá nhưng mà nó hôm nay đi nó không, anh em đi không xem giờ. Hay là tạm nay anh Thanh không đi? Tại anh không đi. 4 con thôi. Hôm nay đen thật. À, 4 con mang về, còn ngoài kia ăn mấy con rồi. Chào. Đây là món cà chua sốt cá hả anh Hậu? À, món cá sốt cà chua với lại cà chua sốt cá nữa. Ô. Anh ơi, mướp đắng thế này thôi gì? Thế nào lấy thêm đĩa nữa em ơi. Để anh san sang bên kia. Tưởng là anh làm xào thêm mẻ nữa. Tưởng anh Hậu không ăn. Thôi mà các anh ăn ít cái này thôi, cái này ăn đắng lắm. Đây, mấy anh em này ăn đắng, ăn ít thôi. Có cà pháo đây. Cà pháo nữa không? Có. Đâu nhỉ? Cái âu cà pháo đâu nhỉ? À đây đây. Cà pháo trong trang trại các bạn nhé, anh em mình tự cái này là của nhà làm ra. Đó. Cây nhà lá vườn đúng không? Cây nhà lá vườn đảm bảo 100%, đảm bảo 100% không có thuốc sâu. Còn cá thì là ra hồ tự nhiên bắt, không phải đi mua. Đó. Rồi ăn cơm đây anh em ơi, chủ nhật. Ốm sao nóng thế hả Nam? Sốt à, người nóng thế. Thanh niên này ốm suốt nhỉ. Nam đây, sờ vào người thấy nóng bừng. Đây. Cái này bệnh đấy, phải lấy vợ mới nhanh hết. À đúng, có khả năng phải lấy vợ thì mới nhanh hết. Ngày xưa anh Đồng bị suốt mà. Thanh niên là cứ thỉnh thoảng lại ốm liên tục. Mời các bạn nha. Mời anh ăn cơm nha. Hả? Mời thế nào? À, đúng rồi. Anh Linh sang bây giờ có được ăn cà rô phi chứ? Bình thường ai đi bắt không? Đâu rồi được ăn cà rô phi. Này mang cả lưới mới đi nhưng mà không ăn thua. Ăn là đủ thôi, ăn dở. Ngon nhỉ, cá mới ăn ngon thật tươi. Lúc này nướng.